Thiều Bảo Trâm, bạn gái cũ của ca sĩ Sơn Tùng MTP. Thiều Bảo Trâm là nữ ca sĩ trong nhóm nhạc BT và hiện tại đang là ca sĩ hát solo. Cô nổi tiếng với nhan sắc xinh đẹp tựa như Lisa của Blackpink. Nước da trắng, thân hình nhỏ nhắn, cân đối, có đường cong nóng bỏng cùng phong cách thời trang trẻ trung, năng động và thời thượng. Dù hoạt động âm nhạc đã nhiều năm, nhưng cô chưa tạo được dấu ấn cho riêng mình. Ngược lại, tiếng tăm cô vang xa khi được biết đến với danh xưng bạn gái tin đồn của ca sĩ Sơn Tùng MTP. Hãy cùng tìm hiểu tiểu sử, sự nghiệp, đời tư của Bảo Trâm để hiểu hơn về nữ ca sĩ xinh đẹp này nhé! Thiều Bảo Trâm sinh ngày 9 tháng 9 năm 1994 tại Thanh Hóa. Cô sinh ra trong gia đình có 6 người với 4 chị em gái vô cùng xinh đẹp. Nhưng chỉ có Bảo Trang và Bảo Trâm là theo con đường nghệ thuật. Nếu thông qua dáng vẻ thời thượng bề ngoài, những chuyến du lịch dài ngày cùng cách tiêu tiền xa xỉ thì chắc hẳn ai cũng nghĩ rằng cô sinh ra trong gia đình trăm anh thế Việt. Tuy nhiên, theo chia sẻ của nữ ca sĩ, gia đình cô không khá giả. Ba cô làm tài xế chở hàng, còn mẹ cô thì buôn bán. Cũng như bao cô gái khác, Bảo Trâm sinh ra ở Thanh Hóa và cô ra Hà Nội để theo học trường cao đẳng văn hóa nghệ thuật. Thời gian này, cô và chị gái phải chật vật xoay sở với cuộc sống trong căn nhà trọ chật chội với chi phí khoảng 2 triệu rưỡi một tháng. Song song với việc học, cô gái trẻ cùng chị của mình đã mở shop kinh doanh, cải thiện thu nhập. Sau đó, cô vào Sài Gòn phát triển sự nghiệp riêng. Trước khi bắt đầu hoạt động solo như hiện tại, Thiều Bảo Trâm từng hoạt động trong nhóm BT. Đây là nhóm nhạc gồm hai thành viên là Thiều Bảo Trang và Thiều Bảo Trâm do nhạc sĩ, ca sĩ Phương Uyên đào tạo. Hai chị em nhà họ Thiều đều là những gương mặt triển vọng bước ra từ cuộc thi giọng hát Việt, Ngôi Nhà Âm Nhạc hay Tiếng Gà Học Đường. Cả hai cũng từng đạt được nhiều giải thưởng âm nhạc lớn dành cho học sinh, sinh viên. Năm 2013, giữa lúc thị trường âm nhạc trầm lắng, nhóm BT với phong cách trẻ trung, năng động, chất giọng nội lực, vũ đạo điêu luyện, đặc biệt là có sự hậu thuẫn của nhà sản xuất âm nhạc Phương Uyên, được kỳ vọng sẽ trở thành tân binh mới, nói gót Mắt Ngọc, Mây Trắng hay HAT. Nhóm nhanh chóng cho ra nhiều ca khúc như I Love You, Ký Ức Trong Tôi, Buông Tay và xuất hiện trên nhiều sân khấu lớn nhỏ. Tuy nhiên, sau 2 năm hoạt động mờ nhạt, không tạo được bản hit nào gây ấn tượng mạnh, cuối cùng BT tan rã. Sau đó, hai chị em Bảo Trang và Bảo Trâm tách ra hoạt động solo. Năm 2017, dấu ấn trong cuộc thi The Remix đã giúp Thiều Bảo Trâm đến gần với khán giả hơn. Sau đó, cô trình làng MV Cơn Mơ Ngọt Ngào mở đầu cho hoạt động solo của mình. Tiếp theo đó, ca sĩ cũng cho ra hàng loạt sản phẩm khác như Kệ Anh Thôi, Thương Anh và Triệu Lý Do. Dù là một ca sĩ khá năng nổ với phong cách thời thượng, hợp gu giới trẻ, nhưng Thiều Bảo Trâm vẫn chưa tạo được đột phá trên con đường ca hát. Dẫu thế, tên tuổi của cô vẫn hot hòn hòt trong giới trẻ bởi nét đẹp tựa như Lisa của nhóm nhạc Blackpink. Thậm chí, nhan sắc và phong cách của Thiều Bảo Trâm còn ngày càng thăng hạng, được một số cộng đồng mạng đánh giá là vượt mặt cả Lisa và người mê. Trong trường hợp này, nữ ca sĩ không những không tự kiêu mà còn nhận phần thiệt về mình và hy vọng mọi người không mang ra so sánh. Cách ứng xử vô cùng khiêm nhường, khéo léo của Bảo Trâm không chỉ tránh được một trận đại chiến mà còn thể hiện nhân cách hoàn hảo của cô gái trẻ xinh đẹp, hiện đại. Đặc biệt không chỉ nổi tiếng qua ngoại hình xinh đẹp, từ khi tách nhóm hát solo, cái tên Thiều Bảo Trâm nổi hơn bao giờ hết nhờ vào tin đồn bạn gái của ca sĩ Sơn Tùng MTP. Trải qua 5 năm đầy những đồn đoán, tin đồn ngày càng thật nhờ những bằng chứng được cộng đồng mạng tinh ý để mắt. Ca sĩ Sơn Tùng và Bảo Trâm vướng tin đồn hẹn hò nhiều năm liền. Năm 2014, Sơn Tùng và Bảo Trâm có nhiều tương tác trên mạng, họ còn bị bắt gặp đeo nhẫn đôi. Đến năm 2015, cặp đôi khiến người hâm mộ dậy sóng khi thường xuyên để lộ hình ảnh hẹn hò cùng nhau ở Thái Lan và cùng đi ăn trưa. Đến năm thứ ba, mọi thứ vẫn được giữ kín bình bích và cặp đôi cũng ngừng tương tác trên mạng xã hội, nhưng lại diện đồ đôi như để khẳng định chủ quyền.
Gần đây nhất là hình ảnh nam ca sĩ Hãy Trao Cho Anh đã ăn mừng chiến thắng trên một bãi biển thơ mộng sau một thời gian làm mưa làm gió trên thị trường âm nhạc Việt. Thật trùng hợp, cùng thời điểm này, Bảo Trâm cũng chia sẻ những khoảnh khắc cô đang du lịch ở biển, một bằng chứng chứng tỏ cả hai đang hẹn hò. Sơn Tùng MTB là một ca sĩ tài năng và triển vọng. Anh dần chinh phục khán giả bằng những thành tích đáng nể và hướng đi âm nhạc đúng đắn của mình. Tên tuổi của anh không chỉ được định hình trong nước mà còn cả trên thế giới. Còn Bảo Trâm thì chưa có một sản phẩm âm nhạc nào xứng tầm với sếp. Nhưng hơn 5 năm trôi qua thì Bảo Trâm dù không có bản hit đình đám như Sơn Tùng, nhưng cô luôn không ngừng cố gắng, hoàn thiện và phát triển mình theo hướng tích cực. Dù có phong cách thời trang nóng bỏng, thời thượng, nhưng Bảo Trâm không ăn chơi lêu lỏng, không ồn ào, phô trương, tạo được hình tượng đẹp trong lòng công chúng. Nếu theo dõi thì Bảo Trâm đã lâu, hẳn khán giả sẽ nhận ra cô nàng khá thú vị. Khác với vẻ bề ngoài sành điệu, năng động, cô cũng rất đam mê nấu ăn và nhiều hình ảnh giản dị, đảm đang. Chính vì thế, nếu ban đầu fan của Sơn Tùng cật lực phản đối chuyện tình này, thì sau đó dần dần quay sang ủng hộ, còn vô thẳng trang cá nhân của cô nàng để đẩy thuyền, công khai đi chị. Vào tối ngày 20 tháng 1 năm 2021, Thiều Bảo Trâm hủy theo dõi Sơn Tùng MTB, làm nổi lên tin đồn chia tay. Dù trước đó cả hai chưa từng công khai mối quan hệ, nhưng ai cũng ngầm hiểu và yêu mến cặp đôi suốt nhiều năm liền. Họ không phô trương mà cứ im lặng yêu. Đó cũng là lý do có không ít fan ủng hộ hai người. Nhiều người cho rằng cả hai đã có dấu hiệu rạn nứt từ tháng 12 khi Bảo Trâm có nhiều status buồn rầu đầy ẩn ý. Sau khi nữ ca sĩ chia sẻ hình ảnh chiếc bánh mọi người tặng để an ủi cô, sau đó Tùng Maru, Xoài Non cũng re-up lại hình ảnh của Bảo Trâm và nói nhiều lời an ủi, nhưng sau đó cũng xóa rất nhanh. Bảo Trâm vẫn chưa lên tiếng về vụ việc, tuy nhiên cộng đồng mạng đã nhắc đến Hải Tú, lấy cô làm tiêu điểm để bàn luận và cho rằng cô nàng là nhân tố làm rạn nứt mối quan hệ của Bảo Trâm và Sơn Tùng. Sau thông tin chia tay Bảo Trâm và Sơn Tùng, mọi cuộc bàn tán sôi nổi, ai cũng hướng tới sự chú ý của ba người. Trong khi Sơn Tùng và Hải Tú khá im ắng thì Bảo Trâm lại bận rộn với các dự án âm nhạc và sự kiện của mình.